Ủa, còn có chim đây to cả. Wow. Ba con đi về thì không có gì ăn nữa. Ô, nghe ông A vào rồi, ông kia vào rồi, cổ ruột cổ cá người ta xuống là đi vào chỗ đi. Dạ. Ba để lên nấu ăn cái sống lết trên cả. Rau lan đỏ. Cái đây mình về mình cũng luộc ăn phải không? Dạ. Có nghĩa là khi mà mình ở xưa mình đi đám ma mình về không tắm rửa đồ này kia mình tới là là vô đây là hơi nó ngã hơi là không là nó bay thì trên tài này. Ê mai còn chi bằng coi hình tâm không hề vui không hề lắm nha. Nếu quý vị muốn mua các loại hải sản tươi khô được đánh bắt trực tiếp từ ngư dân như mực khô, cá khô, vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo Cuộc sống ven biển vì niềm tin và sức khỏe của bạn. Dạ Bảo xin kính chào cô chú anh chị. Bảo xin kính chúc cả nhà mình một ngày mới vui khỏe và hạnh phúc. Như cả nhà mình cũng đã biết, cơn bão Yagi hay còn gọi là cơn bão số 3 theo tiếng gọi của Việt Nam, sau khi quét qua đảo Hải Nam của Trung Quốc thì cũng đi vào vịnh Bắc Bộ và tàn phá rất là nặng nề đối với bà con ở miền Bắc, nhất là bà con ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định và Hà Nội. Qua khung cảnh này thì bảo không có gì hơn thì cũng xin chia buồn sâu sắc với bà con ở miền Bắc. Còn hiện tại thì bảo đang đứng ở địa phận tỉnh Quảng Trị thuộc xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh. Đây là một làng biển bãi ngang trải dài khoảng 11 cây số. Phía trên xa là đồi cát trắng giống như đồi cát ở Bình Thuận đó bà con. Nếu vào những ngày lễ hoặc thứ bảy chủ nhật thì bà con cũng đi ra trượt cát này rồi ngắm cảnh chụp hình. Còn con đường chạy dọc theo bờ biển có những hàng quán bán những món hải sản cũng khá nổi tiếng hồi giờ. Phía dưới nữa là những chiếc bơ nang với kiểu dáng đậm chắc của bà con ở miền Bắc Trung Bộ. Ở xã Vĩnh Thái có tất cả là 7 thôn: thôn Đông Luật, thôn Mạch Nước, Tăng Hòa, Thái Lai, Hữu Luật. Và chỗ Bảo đang đứng đây đó chính là thôn Tăng Mạch, cách quốc lộ 1A khoảng 8 cây số. Ở trên đó mới có nhà nghỉ khách sạn, còn dưới đây thì chỉ có những hàng quán thôi. Từ đây nhìn theo hướng vô trong, với góc trên cao bà con có thể thấy mũi Trèo, tiếp đến là mũi Lây ở làng chài Vĩnh Móc, rồi sẽ đến mũi Si của cửa Tùng. Làng chài này cách cửa Tùng khoảng hơn 20 cây số. Ở đây cũng là ranh giới giữa tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Nếu bà con đi lên ở trên quốc lộ 1A quẹo về tay phải sẽ là Vĩnh Chấp, đi tới chút xíu nữa sẽ tới địa phận Quảng Bình, còn quẹo về tay trái là thị trấn Hồ Xá. Cơn bão Yagi tuy nó càng quét vào miền Bắc nhưng ở chỗ này nó cũng rất là ảnh hưởng. Mấy ngày trước á, trời gió dữ lắm, sóng lượng rất là cao luôn, đến nỗi Bảo nghe thông tin ở Bình Định, chính xác hơn đó chính là làng chài Xuân Thạnh, bà con không kịp trở tay và có chiếc ghe chìm. Thật sự là cái khung cảnh đó nếu mà bà con đã từng xem rồi á, nó rất là đau lòng luôn. Bà con làm tích góp cả đời mới kiếm được một chiếc ghe mà nó xui rủi một khoảng khắc nào đó thôi và nó chìm bỏ xác luôn ở ngay trước mặt chúng ta. Thật sự là một hoàn cảnh rất là đau lòng. Quay về thời khắc hiện tại, sau khi cơn bão đã tan, chỉ qua một ngày thôi, ở đây sóng biển rất là êm, nước trong xanh. Bảo thấy có mấy em nhỏ đang tắm biển này, và những chiếc ghe, những chiếc bơ theo tiếng gọi của bà con ở đây á,
thì cũng đang kéo xuống bằng những chiếc xe kéo. Giờ bác mời cả nhà mình cùng theo dõi video. Xem video nhớ cho bạn nút like và nút đăng ký luôn nha bà con, để bà có tinh thần và động lực để quay thêm nhiều video hay cho bà con xem luôn. Máy nổi khối luôn rồi đó. Tính ra nó tải cũng nặng lắm á. Nặng đấy. Kêu mình. Dạ. Mà nếu không có chiếc này thì mình sẽ kéo bằng cái chiếc cái xe lên ha. Dạ dạ kéo xe lên. Thì làm nó cực hơn. Có chiếc này chỉ cần đẩy cái xe tới rồi kéo thôi. Mai là được quay, mai đưa cả đưa mình luôn là được quay nha. Dạ dạ dạ. Giờ là khoảng hơn 4 giờ chiều. Mấy anh đang bắt đầu đưa những cái bao lưới như thế này nè lên chiếc bơ để đi đánh cá chim, làm canh đêm canh sáng vô. Dạ. Dạ ít bữa nữa anh. Mong rằng đêm nay mấy anh sẽ được nhiều cá. Thường một chiếc như thế này thì xài 1-2 bao như vậy thôi. Ai đánh nhiều thì 2 bao, còn đánh ít thì 1 bao. Sau cơn bão, bảo nghe nói là đa số sẽ có cá và hy vọng bữa nay cũng vậy luôn nha. Giờ đưa xe ra ngoài mép sóng, khi mà sóng nó lùa nó nảy chiếc ghe lên thì mình sẽ đẩy ra. Đa số những chiếc ghe như thế này là máy rờ rét, nghĩa là mình quay máy lên nhá là chân vịt nó chạy luôn, cho nên là phải đẩy ra trước rồi lên quay máy sau. Cũng có một vài chiếc là xài hộp số, số khỏe hơn, mình cứ quay máy trước rồi ra cái mình nhảy lên rồi mình nhẫn nha và mình vô số mình chạy thôi. Những chiếc bơ như thế này chịu sóng giỏi lắm, nhờ có hai cái dè hai bên là cái dè bằng mốt rồi
nó gạnh hai bên. Thứ nhất, thứ hai là cái ghe á, nó cong, nó vuốt lên, đầu mũi vào đầu lái, cho nên là nó chạy phong ba rất giỏi. Ngang lượng cũng giỏi, mà sóc lượng cũng giỏi. Như thế này á, mới chịu được với những bãi biển ngang như thế này. Đa số mấy anh chạy những chiếc bơi như thế này, cho dù trời nó êm như thế này, cũng thường là chạy xéo lượng để lừa những ông lượng gần bờ. Tại vì gần bờ nước nó triền á, nó hay bổ chồi bông. Đi ra khỏi cái làng bổ rồi á, là mấy anh phải chạy thẳng ra, lúc đó mới an toàn hơn. Dạ, ở đây ngoài kéo bằng những chiếc xe kéo bằng máy Honda thì cũng đẩy bằng những cái bánh xe như thế này, đẩy xuống dùng sức nhiều hơn. Giờ này cũng khoảng 5 giờ sáng, bầu trời hừng đông, cũng có vài chiếc bơ đã đi vô sớm rồi, và cũng có vài chiếc bắt đầu đi. Hai buổi sáng này nó hơi có lượng hơn buổi chiều. Quả vô bờ. Ồ, mực. Những cái chai đây là chai nước đá. Đó, mực á. Mực ống. Mực mà rau nó dính như thế này là mới nè. Ủa, có con đôi to này. Đây nước, nước nhiều ở dưới mà không biết có nhiều không. Ở đây à, ba lục. Đài Loan là loạn có nghĩa là nhiều đó. Loạn có nghĩa nhiều. Dạ. Khoảng 3 lô à chú. Cái đây là một lô khoảng bao nhiêu à? 700 mới biết thời. Dạ. Bây giờ đẩy chiếc bơ ra để mình neo hôm trước ha. Trời sóng nó êm á, cho nên là mình khỏi càng đưa lên đưa xuống nó mất công. Trời mãi luôn.
chiếc bơ này đi tới 3 người lận. Ở đây bà con hay làm lưới cá chim, câu mực cũng như đi câu thu. Đó có bự kìa cả nhà ơi, giống cái chim mà. Ô, giống cái chim. Anh ơi, cho em quay đoạn cá cho nhanh. Có cá bự không anh? Cá bà lão và cá chim trắng. Chim trắng. Dạ. Ủa, có đuối nữa cả. Cá đuối nghệ. Có càng tại bãi biển luôn. Con đây nhỏ hơn xíu. Hơn 5 lạng. Đúng rồi. Wow. 3,5 kg. 3,6 kg luôn. Ồ, cá đuối còn sống luôn rồi. Đuối cá chìm này bữa nay bao nhiêu một cân chị? Bao nhiêu đây, tất cả khoảng cỡ 2-3 triệu không anh? Hả? Bao nhiêu đây, tất cả khoảng 2-3 triệu không? 2-3 triệu đồng không? 2 triệu thì được, chứ gần được. Dạ, yeah, 3 người ha. Con trâu đang kéo chiếc xe chở đồ ở trên bãi biển. Cái khung cảnh mà trâu bò kéo xe như thế này á, không biết ở ngoài Bắc có nhiều hay không, chứ ở trong Nam là bữa nay là không còn. Lúc trước ở có nhiều chỗ, nhiều cảng thì có bò kéo xe. Đây cũng là chiếc ghe lưới cá chim. Dạ, chào anh. Đi ra chợ sẵn để có cá đem tới chợ. Này có nhiều không anh? Được mấy con? Ồ, con cá đây to nè. Cá đây cỡ 2 kg không chị? Ồ, con to.
chị xách lên nha, cho em xách lên nha, sợ nó trầy á. Đây cả nhà, con cá con đây chắc cũng cỡ hơn triệu gì ha. Cá đã, cá đây nhà hàng lớn hoặc là đi xuất khẩu sang Trung Quốc bán giá cao. Như cá chim đây là mùa nào là giá cao nhất? Mùa này đấy, mùa này là giá cao. Dạ, do nó ít hơn ha. Dạ, còn mùa bắc là nó nhiều hơn. Bao nhiêu vậy chứ cũng kiếm được hơn vài triệu đồng á. Dạ, cá giá trị. Đây mình đi chiều hôm qua tới giờ luôn anh. Nhiều quá. Dạ, ra mình làm mấy vác à? Hai vác. Dạ. Ủa, con cá chim đây to cả. Bơ. Cá chim đây là cá chim khổng lồ luôn á. Bơ, con đây to hơn con của chị bên kia luôn. Chiều hôm qua tới giờ luôn á anh. Đâu, khi chứ tối. Dạ, à, anh đi trễ hơn ha. Được ba con. Chị neo xuống nữa, đi xuống đi ạ. Thôi chị mày làm, tôi đưa cho mày làm, đưa lại là chị làm cái gì đúng không á? Đã ghê. Quay đi để ta lên. Dạ. Lấy đám đám đi ạ. Quá đẹp. Rồi bỏ vô cái bị đưa lại đi bán thôi. Sóng biển á, mùa bắc hoặc là gió bão á, nó sẽ bổ sát vô ở trong cái hàng dương luôn nha cả nhà, cho nên nó tạo thành một cái dòng cao như vậy đó. Có nghĩa là nó đào, mùa bắc thì nó đào dữ dội hơn. Giờ cũng còn khoảng hơn tháng nữa đã trở bắc rồi. Bà con ngư dân mở bãi ngang như thế này á, đến mùa bắc cũng vất vả lắm, cũng hồi hộp, bữa đi bữa không, không khí lạnh thì nó hay tràn về nhiều. Rau khoai trồng ngay bãi biển luôn. Đây nó có hơi nước mặn, mình trồng nó dễ lên không chị? À, nó cũng dễ lên. Thay chiếc bơ, tiếp tục lại ra khơi. Giờ có lẽ là một là đi câu thu, còn hai á là sẽ đi kéo mực lá nha bà con. Đây mình bôi nhớt lên. Bôi nhớt lên thì bôi trơn á. Dạ. Máy như vậy á mình xài được bao nhiêu năm? Bố mày đi năm rưỡi, cái một tuột năm rưỡi, hai năm. Năm rưỡi, hai năm là xuống máy mất rồi. Rồi vứt máy đi. Vứt luôn à? Dạ, dạ không luôn. À, là mình thay, mình có thay gì được không? Hay là bỏ luôn? Thay thôi. Dạ, thay cái máy Honda đó ha. Dạ, máy Honda. Máy Honda chắc là mình mua những cái máy cũ cái mình ráp vô. Dạ, máy cũ. Còn bộ nhông đây thì mình lấy lại được. Thì như là phi tên là mua cả bộ nhiệm của công ty đấy. Mình gắn đi còn trong công ty mua luôn đấy. Nguyên quá bộ luôn á. Nguyên cả bộ luôn, còn máy đi là mày cũ á. Dạ, rồi mình chế lại. Chế lại đó. Ở chỗ mình có người người ta làm như vậy luôn hay sao? Có. Dạ, chuyên luôn hả? Dạ. Một cái máy mà có nail, có máy rồi hoàn chỉnh là khoảng nhiêu tiền á? 12 triệu. Cạp thì 12 triệu. Nói chung hoàn chỉnh để kéo cái ghe là 12 triệu đó. Anh là xài cáp hay xài dây bô? Cá
cảm inox được thì tốt, đây tôi xài cảm inox vừa mình đi chơi rồi, mới mình được nửa con hết là mua bô. Dạ dạ. Mua được 700 ngàn một bô. Nhưng mà bô xài cũng mau. Vì bô mau lắm. Nêu ghe xong, bơi bộ vô. À, đi câu hồi tối rồi ra làm vác lưới vô kiếm cá ăn. Dạ. Cái bình đây mình mua bữa nay là bao nhiêu rồi anh? 2 triệu. 2 triệu bình đây 100 ampe á ha. Vác về để sạc mai đi tiếp. Dạ. Dạ, chiều đi rồi sáng vô. Chú lượm những cái cục mốt về để làm mấy cái dè hả chú à? Cái đó gọi là cái dè. Bảo hiểm chuyến năng. Dạ. Bên con gọi là cái dè hai bên nhá. À đâu đúng, đó. Ở ngoài bọc bằng tre, ở trong là bằng mốt. Vậy là về mình cắt nhỏ nhỏ ra cái mình để vô trong hả chú? Thế này là tùy theo người ta đặt. Dạ. Họ đặt mà 90 thì chú bỏ nguyên thế này. Dạ. Đường tròn này 90. 90. Ừ, mà nó đặt là 70 thì mình phải gọt bỏ đi. Dạ. Nói rồi càng về đầu là nó càng nhỏ càng lại. Đây là nay nó làm nhỏ này. Bữa nay nó bỏ hết. Nó làm cho to lên. Dạ, làm to cho nó vững hả chú? Ừ. Làm to lên để mà khi mà chìm thuyền là khỏi mất. Dạ, dạ. À, ừ. Nó chìm thuyền là nó nổi lên bùng cái bờ mình lên luôn. Nó mới gọi là các tàu lớn đến cứu hồi lại cho mình. Dạ. Bây giờ già rồi cũng làm chi nữa đi. Mình không đi biển thì ở là nhà làm bờ. Làm bờ làm cái ngày đi. Giúp bà con thì mình kiếm tiền mua sữa. Dạ. Mua cà phê. Mua sữa già cho vui. Dạ. Vậy chứ có công việc á, mình làm nó đỡ buồn á chú ạ. Ừ. Ngồi ở nhà chưa dùng phí. Nói chung là thu nhập thì không cao nhưng mà ổn định. Dạ. Đây chú là gọi là góp phần bảo vệ môi trường luôn. Đúng. Cục mốt vô là chú là đem về hết. Đem về hết xong rồi mình gọt ra và tầm cũng một đống một bãi bắt đầu đốt hủy luôn. Dạ, con thấy tay của chú là bị chất vốt tre á. Tre cắt. Dạ, vốt tre nó. 4 giờ sáng thì uống cà phê xong rồi bắt đầu mình chạy tre. Dạ. Nhưng bị tre nó cắt. Cái lỗ ở cái loài tê luống sắc lắm. Dạ dạ. Thì mình ôm mình kéo ra thế này nó giật lại, cắt luôn hai đường, đây đường nó nhỏ. Ồ ghê. Đường này đất sâu này. Làm nghề nào nó cũng có cái vất vả và nó có khó khăn trong đó. Phải có mất mát. Bây giờ ở nhà đi con cái đi làm hết rồi. Dạ. Hai ông bà. Ba khỏe thì ba hồ với. Dạ. Mà ba mệt thì ba ngồi ba chơi. Dạ. Chủ làm mình. Nói chung năm ngày thì chú làm được một cặp. Mà khỏe thì 4 ngày, mà nếu như mệt mệt thì 6 ngày. Như làm một cặp như vậy là mình kiếm công nữa được bao nhiêu tiền chứ? Cái thời gian mình đi nhặt cái này không tính. Dạ. Với cái thời gian một buổi sáng mà mình đi mua luôn không tính. Nếu như tính một hết thì tính ra công là phải 7 công. Mà cặp nó được là 1 triệu. Dạ. Ừ, 1 triệu đó. 1 triệu, 7 công mà 1 triệu. 7 công. Thì tính ra là một con chưa đây trăm rưỡi. Hàng nay bà con đi về thì không có gì ăn, ô nghe ông A vào rồi, ông kia vào rồi, có ruộng có cá người ta xuống là đi vào Hồ Châu luôn. Dạ. Ba lấy lên nấu ăn thì sống rất tình cảm ở đấy. Cho nên bây giờ thực tế mà nói về cháu khổ như cả cũng sâu kia không có đâu. Biết là khổ so với những người khác. Dạ. Chứ so với hoàn cảnh của vùng kia không có. Trường hợp mà bị đạt lắm thì vợ chồng bị u não hoặc tai biến các thứ ấy. Từ bãi biển, cả nhà mình có thể đi lên đồi cát trắng cũng rất là gần luôn. Nếu mà phóng từ tầm mắt trên cao á, thì cũng thấy rõ rồi. Còn chạy xe nó khoảng 2 cây số là đã tới
chân đồi rồi. Đa số bà con ở chỗ đây ngoài làm biển ra thì có làm rừng nữa, chẳng hạn như chích mũi thông, rồi trồng tràm, có lương thu nhập cũng khá ổn định á. Mũi thông thì ăn theo ngày, có nghĩa là mỗi ngày mình đi chích nó chảy mũ ra giống như mũ cao su vậy đó. Rồi khoảng cỡ tuần lễ hoặc là bao nhiêu ngày đó tùy theo để mình đổ nhựa và mình đi bán. Còn trồng tràm như thế này á, đa số là 3 cho tới 4 năm mới bắt đầu là thu hoạch một lần, tính bằng hecta không nha bà con, chứ khoảng cỡ mét vuông, trăm vài trăm mét vuông thì không ăn thua đâu. Ngoài việc trồng tràm, chích mũi thông thì Bảo thấy ở chỗ này á có làm nghề nghề ong đó này. Đây mà mình nuôi ong để lấy mật. Rất là nhiều luôn. Con ong đây nó hiền anh ha. Mình đâu có đụng chạm gì nó đâu mà. Dạ. Yeah. Còn nếu mình đụng nó có khi nào nó cắn mình không? Nó chích ghê lắm. Dạ. Chích ghê. Hôm nay phải đem nhà khỏi. Dạ, nhưng mà điều là nó không có độc bằng ong bò vẽ ha. Không, ờ đúng rồi. Nhưng mà đau lắm, đau hơn. Vậy hả? Nhưng nó có sưng bự đồ đâu? Mình không quen thì nó sưng chứ. Dạ dạ. À mình đem cái nhang mũi để phòng ngừa đó ha. Dạ. Ồ. Bảo cũng sợ ong lắm. Cái đây là mình làm là khoảng bao nhiêu tháng để mình thu hoạch lấy mặt anh? Này đạt yêu cầu là 10 ngày mình được. À 10 ngày lấy một lần. Mình lấy là mình lấy bằng cách nào anh? Đó, mình quay. À mình đưa vô để mình quay hả? Là mình ép nó luôn hả? Không, mình quay lực ly tấm này rồi đưa mặt ra đó. Dạ, rồi mình lại để cái đây lại cho con ong tiếp hay sao? Không, cái này là cái dưới cái sạc nó xây ra thôi. Dạ, dạ. À, mình bỏ đó cái mình quay. Không, cái câu nữa. Cái đây em nghe nói là tới mùa mình phải di chuyển nó có đúng không rồi, anh? Đúng rồi, gần vô đây, gần đi Nam, vô Nam anh ạ. Ủa, anh đưa vô Nam luôn hả? Ở nhà, vô Nam rồi. À, cứ mùa lạnh là mình vô Nam. Ờ, bây giờ ngoài này mưa là mình phải vô chứ. Dạ, nó không có chịu được mùa mưa ha. Mưa là đâu có gì ngoài nó ăn. Dạ, vô Nam là anh vô tới đâu anh? Đồng Nai. Dạ, Đồng Nai. Dạ, gần chỗ em á, em ở Vũng Tàu đây. Dạ, Đồng Nai là anh ở huyện nào? Cẩm Mỹ đó, xã Vũng Tàu. À, Cẩm Mỹ. Dạ, dạ. Ồ, tính ra cái nghề này cũng phải đi chỗ này chỗ kia dữ lắm á. À, đúng rồi. Có nhiều người ra qua cũng bên nghề án lắm. Dạ. Anh không đi ra đó, anh vô ra đây thôi. Dạ. Ở đây anh đi rồi cái đưa vợ đưa con đi luôn hay sao anh? Nhà. Dạ. Tính ra là nửa năm ở ngoài này, nửa năm ở trong đó. Đúng rồi đó. Ngoài này 5 tháng, trong nhà mình 7 tháng. Hồi nãy nghe ông anh chia sẻ là nghề này là sợ sự người đi đám ma đồ đúng này rồi, kia á. Hơi lạnh á. Nó bay hết á. Vậy hả? Ờ. Là mình đúng thấy rõ luôn anh. Nó đi hết á. Dạ, có nghĩa là khi mà mình nói sự mình đi tắm ma, mình về không tắm rửa đồ này kia, mình tới sống, là... À, là vô đây là hơi nè, nó ngá hơi là không là nó bay thì kinh tài này luôn á. Là nó bay là mình thấy rõ luôn. À, nó bay đi lên. Dạ, dạ. Đi mà. Ồ, nó chết kìa. Biết á. Dạ. Nhiều người đi cũng phải một người đi. À, hồi nãy cho nên là Bảo cũng trước khi vô đây, Bảo cũng hỏi trước ông anh rồi. Nên là sao nó không hiểu được á. Dạ, tính rồi nó nhạy cảm quá ha. Thì người ta nuôi trang trại hết không vậy thôi. Dạ dạ. Đó vuông cả lên. Tôi lên là vuông rồi. Dạ. Nhiều khi làm bao nhiêu năm trời còn chưa hết. Dạ. Đây một lít mặt của nó là mình bán được bao nhiêu anh? Bán cho dân đây xài 80.000, 100.000. Dạ. Còn nếu mình bán sỉ thì chắc nó rẻ hơn. Mình bán
chị công ty nó cân ký cho nó không bẩn. À, cân ký. Mặt đây gọi là theo kiểu là mặt theo mặt tràm. Còn mặt hoa vải là người ta trồng, người ta làm ở vườn vải. Dạ. Khoai mì. Khoai mì đây để xay ra bột này. Làm bột lọc, làm bột mì để mình làm bánh á, bánh sắn á. Ở ngoài Quảng Bình, Quảng Trị, Huế là đặc sản là món bánh sắn. Bánh sắn nhân tôm. Khoai mì đây mình gọi là tên khoai mì gì ạ? Đây người ta gọi là sắn. Dạ, gọi là sắn, sắn trắng sao ạ? À? Sắn xanh. Dạ, nó có nhiều loại. Hồi xưa họ gọi là sắn tàu. Dạ. Sắn tàu. Còn nếu mà sắn mà cái vỏ của nó mà màu tím tím, sắn đó ăn bùi ngon ha. Dạ. Dạ. Cả xe luôn. Trong mùa thu hoạch sắn này. Lúc trước Bảo lúc nhỏ là cũng hay đi nhổ khoai mì cho ông nội. Nhổ cái khoai mì đây không quen là đau tay lắm, phòng tay luôn. Em về, à trưa mà em về. Bằng cái hông được, cái hương đau đó. Hương đau. Hương đau. Ê, đau quá chịu chị. Là ngon. Hương bốc, nắm không cho. Đừng nói con cu nữa. Hả? Con cùng đây. À đừng nói con nhận nữa. Hết ngon hết rồi. Tiến thề. Thăm nữa đi. Đây cần ký bán. Còn 30 đó người kể đi rồi con bán. Thăm nữa lên đường. Thăm đi thăm nữa kể đi thăm. Bà để con kể đi cho. Trơn mà. Tiền. Cái này tăng gì thọ. Ôi tốt rồi. Ok. Bố lại cái kem tăng gì thọ thế. Ok. Anh em ơi đi ăn sinh nhật. Đi chơi là bán đông ba. Bốn ba bán đông mới đi tăng. Ba tư, bốn ba, bốn lăm, bốn bảy. Năm mươi. Năm lăm. Bốn mươi hai. Đa số ở đây những ngôi nhà rất là thưa luôn, chứ không có sang xích như những cái thôn đảo hoặc là những cái nơi mà thành thị hoặc là xã ở chỗ Bảo đâu. Thì chỗ Bảo là xã nhưng mà nhà nó kháng khít lắm. Bà con ở đây theo kiểu là cây xanh còn nhiều hơn là nhà nữa. Còn ở chỗ Bảo nhà không à, không có cây bao nhiêu, cho nên là không khí nó hơi ngột ngạt. Còn ở đây trong lành lắm. Đường đây chạy thẳng ra thì sẽ đến quốc lộ 1A này. Giờ Bảo mời cả nhà mình cùng đi đến chợ Vĩnh Chấp. Một ngôi chợ nhỏ nằm trên con đường quốc lộ 1A. Để thăm bà con ở Quảng Trị này buôn bán cũng như là cuộc sống của bà con như thế nào luôn. Chú đi dạo chơi đi đâu chú? Hả? Chú đi dạo đi đâu? Hả? Đi dạo chơi đi đâu đây? Dạo mô. Lời xin lỗi chú, tôi quái buồn đi, bực bội chứ không biết đi đâu về đâu hết. Quái khổ chứ đi là vì tôi hôm bữa đi tra là 70 tuổi rồi, hôm đâu mai lên hôm chết mai chết. Nhưng quái khổ đi. Dạ dạ sự. Rồi, thôi con thay mặt chú Văn ở bên Mỹ á, chú Văn còn phần quà 230.000 thì bảo thêm 20 nữa thành là 250. Dạ. Rồi chú để chú mua nước mua bánh đồ nha. Dạ, cảm ơn chú, chúc chú nữa cũng tôi sống ngày mùa biết ơn chú. Dạ dạ dạ. Quá khổ ơi. Chú chưa đi lang thang đi nguy cần chết chứ chú nữa. Chưa nhìn nó thiệt chú nhìn là có nên 10 ngày rồi chứ tôi quá cực kỳ thiệt. Cảm ơn chú bên Mỹ. Dạ, gửi về cho tôi cảm ơn chú bên Mỹ và cảm ơn nhiều. Dạ dạ. Dạ vì tôi. Rồi chúc chú mình khỏe luôn nha. Dạ. Chợ Vĩnh Chấp thuộc xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Đây là ngôi chợ nằm trên cung đường quốc lộ 1A. Buổi sáng Bảo thấy bà con đưa rau, củ quả, cá ra bán rất là sớm. Cậu nghe nói chợ này họp sớm mà cũng tan sớm lắm. Trời hôm nay mù.
cho nên nó hơi tối. Mực đây cũng dưới bãi biển Bình Thái đưa lên luôn này. Giờ sàng ra để bán cho bà con. Mực đây mình lựa sai ra ha. Mới vừa vô luôn hả chị? Mực đây nghề câu mực. Câu mực ở ngoài Quảng Trị, Quảng Bình mình á thì cũng có câu con tôm vẫy vẫy, nhưng mà cũng có câu nhái. Thế nghĩa là mình câu kim tuyến á, mình vẫy vẫy lên xong mình xúc luôn. Xúc là nó có nhỏ, có lớn. Được mấy con cá? 7 con cá ngang. Cá đây bao nhiêu một cân chị? 80 ngàn. Cá ngừ. Hai mươi lăm ngàn hai con. Chị bán chợ này có đi chợ Hồi Xá không chị? Có luôn, là trẻ là chị sẽ đi về chợ Hồi Xá chị bán. Dạ, lúc trước bảo có quay chợ Hồi Xá rồi mà không biết gặp chị không. Quay đi, quay gắn thẻ luôn để lên đi coi. Dạ dạ, là anh ở nhà đi biển rồi chị đưa đi bán. Dạ. Đây mình có thể mua 3 lạng, 4 lạng, mua lẻ được. 3 lạng 50 ngàn. 3 lạng, 4 lạng đó. 3 lạng 50 ngàn, tính ra khoảng trăm mấy ngàn ký. Nghe đi chứ, đừng lên tin đi. Mua đi, bây giờ anh đó có đập sẵn thôi. Ở phía trong là gian hàng rau, hàng thịt. Kiểu dáng chợ này á, Bảo nghĩ cũng mới xây đâu đây thôi. Nhưng vì chợ xã cho nên là cũng ít bà con buôn bán. Chủ yếu là những gian hàng hai bên đường và ở trong là rất là ít luôn. Trong có 3-4 gian hàng à. Có bán lá chè xanh nữa nè. Bán rau lan chỉ có vài ba bó thôi. Rau ngổ. Yeah. Ngày đây mình bán tất cả rau như thế này là mình bán kiếm được khoảng có 50-100 gì không bà? Dạ, bởi vì cái rau đây là chắc là nhà mình trồng á ha. Dạ dạ. Dạ. Nhà trồng. Đây một bó như rau muống như thế này là bao nhiêu bà? 5 ngàn bó khổng lồ luôn. Dạ. Đây rau lan nữa ha. Rau lan đỏ. Cái đây mình về mình cũng luộc ăn phải không? Dạ. Dạ. Đây mình ăn nấm ha. Một nấm bao nhiêu vậy? 3 ngàn thôi. Về chấm với mắm nêm là ngon lắm. Dạ. Dạ. Cá giết bữa nay nó thật là nó cũng hiếm lắm. Cá này ăn ngon. Lúc nhỏ Bảo hay đi đánh lưới cá này nè. Gần cái đầm. Cá giết đây là mình bán bao nhiêu một ký ạ?
Dạ, là xô luôn á ha. Chợ mình bán khoảng mấy giờ là mình tan? 8 giờ. Dạ, 8 giờ là tan rồi. Cái chợ đấy 8 giờ là tan chợ rồi. Dạ. Hai con nó mới đặt thì cái kia mà mình nó hồi lũ như không kì. Con đi à? Không. Ừ? Hai con là đặt cái con miếng này. Hai con nó kính rồi. 40 ngàn. Ồ. Đây. Cá rô phi. Mà đắt lắm thì bắt cái con tròn tròn nó thấy con đi ngon này. Rồi bắt cái con đi đó, con đi mù la. Rồi bố, cái này cái ngon này luôn, mà mình bắt con đi to. Đó cái giò được. Mù la 12 ngàn. Bán giá thì không bị mấy thằng mà thằng con đừng bán đắt được. Anh về nấu ngay nấu cả bố còn bán đắt. Vậy là 30 ngàn một ký thôi hả? 30 ngàn một ký. Anh bán đất với lại anh đi lên bán cho ba thôi, bán cho ghe đi. Cắt trong tay thôi. À tới trễ. Ở phía trong nhà lồng, Bảo thấy chỉ có vài ba gian hàng thịt thôi. Đa số bà con bán ở phía trước. À, bánh, có bánh bao. Và có cái bánh gì? Dạ, bánh đây gọi là bánh gì không? Bánh tay, bánh tay. Bánh tày à? Chúng con gọi là bánh dày á sao? À đúng, gọi là bánh dày. Đây làm bằng bột gạo đúng không ạ? Không, đây bánh nậm nè, làm bột gạo nè. Dạ bánh nậm thì con biết. À. Dạ, còn ở đây là làm bằng bột gì? Bột nếp. Lấy bột nếp. Nếp. Trong đây có nhân. Có nhân đậu xanh thịt. Dạ, đậu xanh thịt. À. Đây là bao nhiêu một cặp như vậy ạ? 10 ngàn một cặp. Dạ. Bánh này ngon. Có cái umi để đi. Chị. Chị mua Bảo tới đây vô tình gặp bà chị. Dạ. Chị nói đùa chứ chị làm nghề dịch vụ cũng hay lên hình lắm. Bán đủ thứ luôn, có bánh mì nữa. Bánh mì là bao nhiêu một ổ hả? Dạ 10 ngàn, rẻ quá. Rẻ với cháu luôn. Có thịt, có rau nữa. Đây đủ, có bánh mì thịt nữa luôn. Dạ. Bánh bao luôn. Ôi, chàng ơi, chị dạ, dạ đi. Rồi, chị về. Bán cho con một cặp vậy đi ha. Một cặp. Dạ, rồi đây là bánh... Bánh đây là... Bánh nô là bánh gạo. Bánh gạo. Hồi nãy cô kêu là bánh nậm là bánh đây hả? À, bánh nậm đó. Dạ. Bánh nậm ở Bình Định thì người ta làm dẹp hơn. Dạ dẹp hơn, còn ở đây thì theo kiểu nó giống bánh ít. À đúng rồi đó. Đó cũng là bánh nậm đúng không? À. Chợ mình bán được không? Ít dạ, người. Ít người. Chợ xếp ít người. Chợ xếp là chợ gì không? Chợ xếp là chợ ít người, chợ trong dánh, trong thôn đó. Dạ dạ, trong thôn, trong xã thôi. Trong thôn, trong xã thôi. Dạ, còn chợ bên Hồ Xá kia mới gọi là chợ Thị Trắng, chợ nổi tiếng. Rồi, bán cho con một cặp đây, với mấy cái bánh nặng nữa đi, 5 cái đây, bao nhiêu một cái đây ạ? 2 ngàn một cái. Dạ, lấy con 5 cái, mua về cho bà ngoại ăn. Rồi, tổng tiền là bao nhiêu đó? 20. Dạ, quá rẻ. 20 ca. 20 ngàn. Dạ con gửi. Đây là gọi là bánh gì chị? Dạ bánh rán. Bánh rán. Bánh rán. Bánh rán. Đây chiên lên rồi ha chị ha. Một bịch như vậy là bao nhiêu tiền chị?
Dạ 15 ngàn hả? Dạ 10 ngàn. Bánh tráng. Có bánh trung thu nữa, chuẩn bị trung thu, có bánh trung thu. Bán 4 cái. Cái đây là mình bán 7 vậy là bao nhiêu? Dạ 10 ngàn luôn. Cũng 10 ngàn luôn. Ồ, quê quê mình theo kiểu mình bán bình dân á. Rồi bán cho em 2 bị đó đi. Bé bữa nay không đi học hả chị? Bạn biết đi. Dạ, một bịch đây dưa, một bịch đây ha. Bé 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 con nhà chị bữa nay không đi học hả? Dạ có. Đang chờ ha. Dạ. Là 20 ha. Đây em gửi. Đây có gian hàng đồ khô, cá cơm khô, ruốc và cá đây là gọi là cái gì ạ? Dạ. Cá nục khô. Dạ. Rồi đây có mắm ruốc nữa. Dạ, đây là mắm chua. Đặc sản ở ngoài mình đó chị. Dạ, đặc sản Nghệ An. Bán ở Quảng Trị. Giờ này chỉ mới hơn 6 giờ thôi, nhưng mà Bảo thấy bà con theo kiểu là đi mua rồi về rất là nhanh. Hành trình chuyến này đáng lẽ Bảo đi ra tới Quảng Ninh luôn, nhưng thật sự là bây giờ Bảo phải bắt xe để đi vô lại Phước Tỉnh cho chùa Bảo. Tại vì thật sự với bà con bây giờ không biết nói sao nữa, là gia đình của Bảo cũng đang gặp một cái chuyện nói chung là cũng không vui, cho nên là ra đây chỉ quay được một video. Mong cả nhà mình thông cảm. Và cũng có lẽ Bảo sẽ dừng lại một thời gian dài để lo chuyện gia đình. Thật sự Bảo luôn luôn mở đầu video bằng câu chúc cả nhà mình vui khỏe và hạnh phúc. Tại vì là Bảo cảm nhận được riêng cảm giác của Bảo luôn nha, là có chữ vui khỏe để chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc. Rồi tiếp đó mới lo cái công việc làm ăn, kiếm tiền. Thật sự gia đình của Bảo đã lâu lắm rồi sống trong một cái cảnh hạnh phúc vui vẻ. Nhưng không ngờ hôm nay Bảo cũng gần 40 tuổi rồi, lại gặp rất là nhiều chuyện. Thật sự là cũng rất là buồn luôn á. Nói chung nói ra đây thì không phải là Bảo than vang gì hết, tại vì là cuộc sống Bảo cũng hiểu được. Bây giờ cũng 40 tuổi đầu rồi, cũng là bước qua tuổi trung niên rồi. Cũng cảm nhận được là sẽ có một ngày là mình sẽ gặp những cái chuyện buồn, mà không ngờ lần này nó tới dồn dập luôn. Thì Bảo thật sự là giờ cũng không biết nói gì, cũng xin cảm ơn cô chú anh chị ở Quảng Trị, Quảng Bình đã cho Bảo quay những thước phim thật sự là ý nghĩa tình cảm. Cảm ơn cả nhà mình đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Bảo đi khắp mọi nẻo đường. Thì cũng xin cả nhà mình thông cảm với chuyến hành trình này. Giờ thì Bảo xin tạm biệt cả nhà để chuẩn bị bắt xe đi vô Vũng Tàu thôi. Tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà video lần sau luôn nha.